Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 16 tháng 6 năm 2022 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại tốt quả tốt nhất trong ngày về vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra tương đối trôi chảy. Tử vi ngày mới cho biết con giáp này có đủ cơ hội để thể hiện sở trường và thế mạnh của mình. Tuy nhiên, người tuổi Tý cần phải duy trì sự tự tin cần thiết để tạo bước điểm cho việc tiến xa hơn trong tương lai. Tình cảm Vận trình tình cảm khởi sắc, dù là người độc thân hay là người đã có đôi có cặp cũng nhận được tín hiệu tích cực liên quan tới chuyện tình cảm. Tình yêu đem tới những cảm xúc đặc biệt nên bản mệnh hãy cũng trân trọng những thứ đang có trước mắt. Tài chính Vận trình tài lộc không tệ, bản mệnh vừa kiểm soát được việc chi tiêu lại vừa có khả năng kiếm tiền nên có thể an tâm với cuộc sống hiện tại. Cẩn trọng, gặp khó khăn trong quá trình tiếp nhận những vấn đề mới mẻ. Tuổi giáp tý, đừng xem thường lời khuyên của ai đó tuổi Bính Tý tránh nói ra suy nghĩ quá chủ quan tuổi Mậu Tý nghe một bản nhạc vui giúp tinh thần bạn được cải thiện tuổi Canh Tý học cách nói không để tránh lãng phí nguồn lực tuổi Nhâm Tý cần phải suy nghĩ và cân nhắc thận trọng trước mọi quyết định con số may mắn số 79 số 85 màu sắc may mắn màu nâu quý nhân phù trợ, tuổi tỵ. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi sổ, công việc. Vận trình công việc của người tuổi sổ trong ngày hôm nay diễn ra hành thông. Con giáp này dành nhiều thời gian để phát triển các mối quan hệ xã giao và nó mang lại cho bản mệnh không ít cơ hội để thăng tiến trong công việc. Tuy nhiên, học cách cân bằng những thứ khác để không phải hối tiếc điều gì. Tình cảm vận trình tình cảm có chút buồn phiền. Còn giáp này đang cả mãi mê với việc kiếm tiền mà vô tình quên đi gia đình, người yêu của mình. Một số khác thì đại đang duy trì tốt quan hệ tình cảm trong tình trạng công việc bận rộn. Tài chính, vận trình tài lộc do giao, sau khoảng thời gian làm việc chăm chỉ, bản mệnh cũng tích lũy được một số tiền đáng kể. Cẩn trọng, sức khỏe không được tốt do thời gian nghỉ ngơi bị hạn chế. Tội kỹ sổ, hên hoang, không xem người khác ra gì. Tội ất sổ, hạn chế mâu thuẫn với người khác. Tội đinh sổ, lên kế hoạch lại cho việc mình làm. Tội tân sổ, cần dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Tội quý sổ, thôi suy nghĩ viễn vong về tương lai xa vời. Con số may mắn số 2, số 14, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi, mão. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi dân, công việc. Vận trình công việc của người tuổi dân trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng trôi chảy. Còn giáp này, có xu hướng, quyết định nóng vội bốc đồng nhưng đều đạt được kết quả tốt do tính khí được cải thiện trong thời gian này. Tình cảm, vận trình tình cảm vượng sắc. Đào hoa nở rộ đem tới nhiều cơ hội cho người độc thân trong việc tìm kiếm một nửa yêu thương của mình. Tài chính, vận trình tài lộc lên xuống bất ổn, do đó con giáp này cần sớm lên kế hoạch để xử lý các rắc rối phát sinh trong công việc đề phòng hao hụt tài chính. Cẩn trọng, Thay vì than thân trách đất thì nên học cách bình thản để đối diện. Tuổi giáp dân được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Tuổi bính dân tính toán tốt để cải thiện tài chính cho mình. Tuổi mậu dân bạn biết cách tiết kiệm một khoản đáng kể. Tuổi canh dân những trăn trở của bạn đã được tháo gỡ. Tuổi nhâm dân thu nhập được cải thiện rõ rệt để mang thêm động lực. Có số may mắn số 11, số 13, màu sắc may mắn màu trắng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi hợi. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc. Vận trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra có chút trắc trở. Còn dắp này có xu hướng nóng vội, bốc đồng nên khó lường hết các tai họa có thể xảy đến. Cuộc sống luôn xuất hiện những thứ bất ngờ mai rủi có đủ nên việc của mỗi người là chuẩn bị cho mình tâm lý vững vàng. Tình cảm, vận trình tình cảm vườn sắc những người đã lập gia đình cần học cách trân trọng những thứ trước mắt vì hạnh phúc vụt qua sẽ khó tìm lại được. Tài chính, vận trình tài lộc lên xuống bất ổn, do đó con nháp này cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh rơi vào tình trạng cháy túi. Cẩn trọng lòng tự tôn khiến bạn không cho phép ai đó thể hiện thiếu tôn trọng đối với mình. Tội ất mạo, hãy biết đủ chớ nên đòi hỏi quá nhiều. Tội đinh mạo, chọn đầu hàng khi gặp chút khó khăn. Tội kỷ mạo, hơn giỏi chỉ khiến hai người xa cách. Tội tân mạo, thất vọng vì lý tưởng hóa mọi việc. Tội quý mạo, hạn chế phạm phải sai lầm cũ. Con số may mắn số 23 số 4 màu sắc may mắn màu hồng quý nhân phù trợ tuổi Mùi năm tử vi hàng ngày của tuổi Thìn công việc vận trình công việc của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra tương đối thuận lợi tinh thần hừng phẫn nhiệt tình giúp cho người tuổi Thìn có thể xử lý công việc trong khoảng thời gian ngắn Tuy nhiên việc vội vàng hài lòng với những thứ mình đang có sẽ khó mà tiến về phía trước tình cảm vận trình tình cảm hài hòa, các cặp đôi yêu nhau không còn có những sóng gió hiểu lầm mà trở nên xa cách. Thay vào đó, những người trong cuộc xem đây là thứ gia vị đặc biệt để gắn kết tình cảm thêm mặn nồng. Tài chính, vận trình tài lộc rực rỡ, tin vui về vấn đề tiền bạc mang tới cho người tuổi thân động lực lớn để tiếp tục theo đuổi con đường đã tròn. Cẩn trọng, chứng mất ngủ kéo dài chỉ càng khiến tinh thần thêm tồi tệ tuổi giáp thân những gì bạn nói có tính thiết phục cao tuổi bính thân công sức bỏ ra không được công nhận xứng đáng tuổi mậu thân nên xem xét lại tình hình tài chính tuổi canh thân tình cảm bền vững và hạnh phúc tuổi nhâm thân tránh áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác con số may mắn số 31, số 18, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 6 tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra không quá dễ dàng tuổi tỵ cần chuẩn bị tinh thần và đầu óc tỉnh táo để đưa ra các quyết định trong thời điểm này người có tham vọng là tốt nhưng đừng quá dại mà biến chúng thành lòng tham và để lợi ích trước mắt che mờ tình cảm vận trình tình cảm mâu thuẫn triền miên không khí gia đình càng trở nên căng thẳng ngột ngạt nếu không có động thái để khắc phục những điều này thì e rằng mọi thứ sẽ nhanh chóng trở nên tồi tệ. Tài chính Vận trên tài lộc biến động không ngừng, bản mệnh có thể tính tới các phương án kiếm tiền dự phòng để cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Cẩn trọng, thiếu quyết tâm và nỗ lực thì con đường phía trước sẽ vô cùng mù mịt. Tội, ất tỵ, ngừng so sánh bản thân với người khác tội đinh tỵ lời nói khó nghe gây mất lòng nhiều người Tuổi kỷ tỵ âm đồng công việc khiến bản thân mệt mỏi Tuổi tân tỵ công việc không hiệu quả như mong đợi Tuổi quý tỵ tì, tìm xem bạn sai ở đâu để sửa con số may mắn số 4, số 35, màu sắc may mắn màu xám quý nhân phù trợ tuổi sửu 7. tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc Phần trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra hùng cát, đàn sen, bản mệnh biết cách lắng nghe ý kiến, lời khuyên của mọi người để thay đổi những yếu điểm và thiếu sót của mình. Tuy nhiên, việc rầm rấp nghe theo lời chỉ dẫn của người khác mà không giữ được chính kiến riêng của mình vô hình chung hạn chế khả năng phát triển của bản thân. Tình cảm vận trình tình cảm không được như mong đợi, con giáp này đang có xu hướng đổ mọi lỗi lầm, trách nhiệm lên nửa kia mà không muốn nhìn lại chính mình. Điều này đang đẩy khoảng cách của hai người ra xa và đòi hỏi phải có phương pháp khắc phục càng sớm càng tốt. Tài chính Vận trình tài lộc tăng tiến, may mắn gọi tên con giáp này có thể nhận được khoản tiền hay quà tặng bất ngờ từ người nào đó. Cẩn trọng, suy nghĩ và nhìn nhận phiến diện nên đưa ra đánh giá thiếu tính thuyết phục. Tội giáp ngọ tránh thái độ kiêu căng ngạo mạn. Tội bính ngọ tính khí nóng nảy, nói lời làm tổn thương người khác. Tội mậu ngọ hãy thôi trông chờ vào người hay thất hứa. Tội canh ngọ tránh bánh vẽ khiến ai đó thất vọng. Tội nhâm ngọ cần cố gắng nhiều hơn để đến gần với thành công. Con số may mắn số 21, số 5, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tuất. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi, công việc. Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Không kể là đang hoạt động trong lĩnh vực nào thì tuổi môi cũng nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình. Quý nhân che chở nên bản mệnh không cần tốn nhiều công sức để thực hiện các dự án đã ấp ủ từ lâu. Tình cảm Vận trình tình cảm có bước chuyển mình rực rỡ, mang tới cho các cặp đôi câu chuyện tình yêu ngọt ngào, lãng mạn mà ai nhìn vào đều cũng mong muốn là người trong cuộc. Nhưng phải trải qua nhiều sóng gió thì hai người mới có những giây phút hạnh phúc như hiện tại. Tài chính Vận trình tài lộc đón nhận tin vui, xuất hiện của thiên tai, liên tiếp báo tin vui liên quan tới chuyện tiền bạc cho người tuổi mùi. Cẩn trọng, sức khỏe không được quan tâm đúng mức do chế độ ăn uống sinh hoạt thiếu khoa học. Tội ất mùi khó khăn chỉ là tạm thời hãy vững tin. Tội đinh mùi trở nên ăn vặt, những món đồ linh tinh. Tội kỵ mùi thôi than thở vì khó khăn hiện tại. Tội tân mùi tình hình sức khỏe cần được quan tâm hơn. Tội quý mùi hạn chế tham gia những trò ma rủi. Con số may mắn số 1, số 9, màu sắc may mắn màu tím quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. Chính, tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc. Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra hành thông, các kế hoạch đều đang tiến triển theo đúng quỹ đạo mong muốn. Nhìn chung thì mọi thứ vẫn giữ được sự tích cực. Tuy nhiên, người tuổi thân cũng cần giữ vững lòng kiên trì để hưởng được thành quả mỹ mãn hơn tình cảm vận trình tình cảm ảm đạm người tuổi này có thể sẽ chịu nhiều tổn thương do có kẻ thứ ba phá hoại chuyện tình yêu có những lời đồn vô căn cứ nhằm chia rẽ tình cảm của hai người nên cần giữ niềm tin lẫn nhau để không bị tác động xấu tài chính vận trình tài lộc có điểm sáng có thể nói công sức và nỗ lực của con nhấp này trong thời gian qua là không ổn phí cẩn trọng nên tìm hiểu kỹ càng trước mọi quyết định được đưa ra tội giáp thân càng hiểu biết bạn càng tự tin tội bính thân cần cố gắng giữ bình tĩnh khi đối mặt với khó khăn tội mậu thân nên kết hợp lời nói và cả hành động thực tiễn tội canh thân sức khỏe đã tốt hơn trước rất nhiều tội nhâm thân đối phương giúp đỡ bạn rất nhiều con số may mắn số 7 số 29 màu sắc may mắn màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tý 10 tử vi hàng ngày của tuổi giàu công việc vận trình công việc của người tuổi giàu trong ngày hôm nay diễn ra vất vả đây là thời điểm thích hợp để con giáp này nhìn lại bản thân trong thời gian qua đôi khi việc cố chấp chạy theo đam mê một cách vô định chỉ khiến cho tương lai của con giáp này thêm mù mịt tình cảm vận trình tình cảm vui vẻ ấm êm mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi đón thêm tình các lành sự ý thức và chủ động trong việc vun vén tình cảm đang giúp cả hai thêm hiểu yêu thương nhau nhiều hơn. Tài chính, vận trình tài lộc đi xuống, theo đó người tuổi dậu cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh mua những món đồ xa xỉ mà khiến cho tuổi tiền cạn dần. Cẩn trọng, nên chú ý trong việc đi đứng và tham gia giao thông. Tuổi Ất Dậu nảy sinh các rắc rối liên quan tới tiền bạc, tuổi Đinh Dậu tương lai vẫn vàng khi cả hai tin tưởng nhau hơn. Tội tân dậu dễ vướng vào chuyện rắc rối thị phi. Tội kỹ dậu cẩn thận với người có âm mưu phá hoại. Tội quý dậu tính khí nóng nảy làm mất lòng nhiều người. Con số may mắn số 13, số 37, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi thuốc, công việc, vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ tuy nhiên con giáp này cần phải tự tin quyết đoán hơn trong các quyết định của mình thì mới chạm tới thành công các kế hoạch đã đi vào khuôn khổ và chỉ cần kiên trì thì đã gặt hái được thành quả như ý tình cảm vận trình tình cảm một bước thăng hoa dự đoán người tuổi tuất và nửa kia sẽ có một buổi hẹn hò đáng nhớ trong ngày hôm nay người độc thân cũng dễ dàng tìm được một nửa yêu thương nhờ vào sự cởi mở của mình. Tài chính Vận trình tài lộc do dâu, dò, người tuổi tuất mạnh dạng đưa ra các quyết định đầu tư liều lĩnh và có những kết quả chứng minh đó là một sự lựa chọn. Không tồi tệ, cẩn trọng, sử dụng đồ ăn, đóng hộp trong khoảng thời gian dài gây ra những vấn đề bất lợi cho cơ thể. Tuổi giáp tuất Chớ nên đổ lỗi cho hoàn cảnh hay số phận tuổi Bính Tuất tinh thần xuống dốc nên dễ dặm chân tại chỗ tuổi Mậu Tuất cơ hội để bạn tiến xa hơn trong công việc tuổi Canh Tuất khoảng cách tồn tại trong mối quan hệ gia đình tuổi Nhâm tức. chớ nên đứng núi này mà trong núi nọ con số may mắn số 1 số 18 màu sắc may mắn màu trắng với nhau phù trợ tuổi Ngọ 12 Tử vi hàng ngày của tuổi Hợi công việc vận trình công việc của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng người tuổi Hợi được cấp trên đánh giá đúng năng lực cơ hội lớn sẽ nhận được trọng trách mới tuy nhiên nếu không có chính kiến và sự tự tin kiên trì đánh cung thì mọi thứ sẽ bị đổ sông đổ biển tình cảm vận trình tình cảm ngột ngạt bức bách không khí gia đình càng trở nên căng thẳng mâu thuẫn khi còn nhỏ mà không giải quyết triệt để thì sẽ tạo ra những bất đồng lớn sẽ khiến cho mối quan hệ trở nên tồi tệ. Tài chính vận trình tài lộc tăng tiến nhất là những người làm việc kinh doanh có thể thu được khoản hời lớn nhờ vào vận may che chở. Cẩn trọng suy nghĩ tiêu cực mỗi khi có chuyện không vui xảy ra. Tội ất hại hãy cân nhắc để có quyết định khôn ngoan nhất tội đinh hại nên chủ động tìm cách khắc phục khó khăn tội kỷ hại đưa ra quyết định nhiều thiếu suy nghĩ vì không giữ được sự bình tĩnh tội tân hại tính toán lại kế hoạch tiền bạc của mình tội quý hại không nên quá tin người bạn nhé con số may mắn số 13, số 36, màu sắc may mắn màu đen quý nhân phù trợ tuổi sửu